rồi xong mấy ngày nay cái tay này nó có cái nước cầm nó nổi. Ừ. Nó nặng quá. Cầm nằm quá thì phải lót cái khăn 20 cái mông giống như cái xung quanh rồi không nó đau nữa. Vậy nữa. Đi bao lâu rồi? Trời ơi. 3 4 năm rồi đi châm cứu hoài. Giờ bây giờ nó bị xưng cái này nó teo quá hai cái chân. Đây. Ừ. Bước chân mà đi ngoài này được mà đứng chừng 3 phút là phải bị ngồi tại chỗ. Rồi cho cha. Mà đi ngoài thì cứ đi được. Không được, là đi được. Dạ, mà đứng thì không được. Rồi, bây giờ chạy được không? Dạ được. Đi nói chung bước ngoài thì được mà đứng thì không được. Đứng không được. Chút xíu là sống rồi. Bây giờ lấy cục đá gì cầm người ta dở cái tay lên để coi nó nổi. Cái tay mình đó, bên tay kia. Từ thử coi. Cầm lên nó đau ngay cái gạnh như cái rồi, rồi. Này. Rồi rồi, nó thì nắm chặt đi để đừng rớt. Dạ. Đó rồi, đó, đó. Nó đang tăng lên vậy là chịu. À, vậy hả? Còn nếu mà giơ tay không lên được không? Giơ được. Mà cầm chừng 1kg trở lại là cầm không được. Đó, cái này mà cái này khoảng chừng từ một tháng này. Một tháng này. Rồi, ok đứng về đi. Rồi. Rồi quay lưng lại. Rồi tròn tay giống như mấy người kia đó. Nè, ok. Rồi, lấy tay nọ tròn nữa. Ok. Được rồi ha. Đó, đứng như vậy là một chút xíu thôi thì không ngồi, không bao giờ đứng nổi 5 phút. À, okay. Còn ngồi thì lúc nào cũng phải kiếm chỗ nào để dựa. À, rồi, ok. Rồi bị cổ uống nước xong rồi nó nhẹ. À, vậy đó. Dạ. Sáng giờ mình đang luôn. À, tức là bây giờ hãy mà mỗi lần bị cái hạt đó là mỗi lần uống á là bị mất nghẹn. Dạ. Rồi được. Giờ muốn hết nữa không? Dạ muốn. À, vậy, vô đây là cái dùng muốn nữa. Dạ. Ok. Cái đó thì được. Mà khó ngủ lắm, nhất nhất cũng không được. Rồi. Bữa nào cũng phải lóc khăn thôi chứ. Rồi làm nghề gì? Làm nghề thiết kế nấm. À, tính nấm hả? Dạ. Rồi, rồi ở nhà làm riêng hay là dễ cho ta? Dạ, ở nhà làm riêng. À, vậy có tiệm làm mà. Dạ. Vậy là mốt thầy vẽ thiết kế rồi, thiết kế cho thầy đúng không? Dạ, được thầy. Được ha? Dạ. Rồi, vậy là vô cho hết liền để mà mốt còn vẽ thiết kế cho thầy. Dạ. Bởi hôm qua ông xã em nói thầy làm cái bản không muốn làm cho thầy á. À, vậy nữa. À, cái bản ở đây xấu lắm tại cái thằng này nó làm vậy đó. Đưa nó làm gì đâu cục kịch cái nhìn không giống ai đó. Kỳ vậy kìa, kiếm muốn chết luôn. Rồi xíu xíu chị cho số điện thoại cho ông kia rồi nha. Rồi cái gì sau này là giúp giùm đây ha. Ở đây là lo phận sự cho chị ha. Cái này mình phải bắt mối này vậy đó. Đâu, ai da, đâu, đâu. Rồi ông xã đâu? Áo đen. À, áo đen hả? À, vậy là kia này giúp thầy ha. Ừ. Nghe không? Quá đã ha. Cái này mới đã nè. Ha, ha cái gì, ồ đau quá rồi à. Vô cái đó nghe nó đã gì đâu á. Bây giờ là ngồi xuống đi. Ha. Đau quá phải không? Đá này cầm lại coi hết chưa? Thôi đã cũng đã rồi này. Chưa, chút xíu mới ngon nữa. Cái đó mới ngon chút chút nè. Rồi, nằm xuống đây. Thanh Nguyên. Nằm nữa. Hay à, trời ơi, sao mà nó hay vậy. Sao mà ví chịu vậy. Rồi, dỡ cái này lên. Đó, rồi. Ông xã, đề cho bà xã. Ngồi hẳn rồi, đặt cái mông vào. Thấy bà xã khỏe, vui phải không? Đặt mông vào chân luôn. Rồi, ngồi, ngồi lên, ngồi hẳn luôn. Luôn. Ngồi hẳn xuống luôn. Ngồi hẳn xuống luôn. Đấy, tôi rồi phải không? Ha! Đấy rồi, chưa? Chưa, mới con gái à.
cái mọi người nghe la á á vậy nhưng mà đã lắm, em có đã không? Nằm nghiêng qua đây rồi nhà thiết kế nha. Rồi làm thiết kế ở đâu? Đi tới tổ. Có đang tôi đang coi cái địa điểm mà nó bị lội ra chút xíu này, giờ tôi ấn nó vô, yêu yêu, thấy không? Khi chỉnh xong thì chồng đã lạnh vô à, một chút xíu hết lạnh nữa xong ra mượn cục nữa. Rồi em sẽ thấy là lúc đó là bác chạy ào ào hết, không có gì hết à. Đương nhiên không biết gồng, không biết là gồng, thấy gồng lắm đúng không? Ok, rồi đứng dậy, cử động qua thấy ra sao rồi? Coi chân cẳng rồi sao, cái tê cái tiếp rồi vỡ chưa? Vỡ vậy? Nó ngồi hoài không đi, nó teo hay chân rồi. Giờ bớt nhiều này. Bớt nhiều hả? Nhưng mà dùng cái tay này ra để coi nó đỡ cỡ nào. Rồi, rồi, cái kia lên, lên, lên. Giỏi quá. Rồi, cái tay kia. Rồi, lên, lên, lên. Quá tuyệt vời. Nè. Bạn nhiều lắm rồi. Rồi, bắt tay cái cho nó mạnh mẽ. Rồi, kiên nhớ ghi số điện thoại nha. Rồi.